Nhận định bóng đá nữ Pháp với nữ Mỹ, 2 giờ ngày 29 tháng 6, tứ kết World Cup nữ 2019, rất quyết tâm lên ngôi trong kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà nhưng dường như số phận đang trên đùa với nữ Pháp khi họ phải gặp nhà đương kim vô địch, đội bóng số 1 thế giới, nữ Mỹ ở tứ kết. Thông tin tỷ lệ kèo bóng đá, phong độ và thành tích đối đầu của hai đội. Dù đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng nữ Pháp chưa một lần vô địch thế giới. Thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Lục Lăng là lọt vào bán kết World Cup 2011, giải đấu diễn ra tại Đức. Thế nên, khi được chọn làm chủ nhà World Cup 2019, nữ Pháp đặt tham vọng rất lớn, cụ thể là giữ chiếc cúp vô địch ở lại sân nhà. Quyết tâm lần đầu tiên bước lên bục cao nhất tại đấu trường World Cup của nữ Pháp phần nào được thể hiện qua thành tích toàn thắng ở vòng bảng rồi sau đó hạ gục nữ Brazil ở vòng 1/8. Thế nhưng, có vẻ như số phận không muốn các cô gái Pháp được tận hưởng cảm giác chiến thắng trên mảnh đất quen thuộc. Sau khi chạm trán nữ Brazil ở vòng 1/8, nữ Pháp lại phải đụng độ nữ Mỹ. Dĩ nhiên, so với đội bóng Nam Mỹ, bài test mang tên nữ Mỹ khó nhằn hơn rất nhiều. Ngoài việc là đương kim vô địch, nữ Mỹ còn là đội bóng số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại. Trước khi chạm trán nữ Pháp, nữ Mỹ đang có mạch 10 trận toàn thắng, trong đó có màn vùi dập nữ Thái Lan 13-0. Trong quá khứ, hai đội đã 13 lần giáp mặt nhau, cán cân thành tích nghiêng hẳn về nữ Mỹ với thắng 7, hòa 3, thua 3, lần gần nhất chấp nữ Pháp 0-1/4. Nữ Mỹ đã đền đáp xứng đáng niềm tin của giới đầu tư khi thắng 1-0. Ngoài ra, nữ Mỹ cũng đã trải qua trận thắng thứ 3 liên tiếp khi phải chấp dưới một bàn, mới nhất là trước nữ Tây Ban Nha, do đó nên đặt niềm tin vào nhà đương kim vô địch thế giới.